Và mở khi sau khi mở bảng vật liệu lên ấy, chúng ta sẽ cho nhỏ cái bảng vật liệu này lại một chút xíu. Sau đó chúng ta sẽ dùng biểu tượng chức năng là pick material from object, pick vào một cái vị trí nào chúng ta muốn sửa. Nếu mình muốn cái sửa cái gối này, chúng ta sẽ hút vào cái gối này nhé. Đó, bạn cầm vào đây, biểu tượng này nó xanh lên và pick vào đây. Một cái gối này ấy, thì được cấu thành từ rất nhiều cái chất liệu. Đó. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học từng cái một nhé. Đây là một vật liệu clay blend, là một clay blend, là một liệu hòa trộn. Hòa trộn nhiều vật liệu lại với nhau. À, nó là một cục vật liệu clay MTL này. Cộng với một vật liệu clay MTL này nữa. Sau đó cộng với vật liệu composite, cũng là vật liệu tạo. Được chưa? Vậy giờ mình sẽ học cái phần đuôi này trước. Học cái phần đuôi này. Được chưa? Học cái phần đuôi này chúng ta hình dung. Nha. Đầu tiên mình sẽ học cái mask. Mask có tên là Fonop. Fonop sẽ được sử dụng rất là nhiều. Đây là một cục vật liệu nha. Mình hút thêm một cục nữa. Chờ mình sẽ hút thêm một cục vật liệu ở đây rồi. Tiếp vào đây nha, mình sẽ hút. Mình thấy cục vật liệu này cũng rất là nhiều chi tiết. Nhưng nó cũng có cấu thành vật liệu nó là Fonop. Được chưa? Hút thêm một cục vật liệu nữa nha. Mask vật liệu này thì làm đơn giản hơn thôi. Nó chỉ có reflection nhưng mà vẫn có Fonop. Được chưa? Được rồi. Thì bên này đối tượng này nó bao gồm hai vật liệu, một liệu gỗ và một vật liệu vải. Đây nó cũng có cái mask for off, được chưa? Và chúng ta sẽ học cái mask for off nó là cái gì mà sao lại nhiều vật liệu nó có nhiều thế. Để diễn tả được đối tượng này thì mình sẽ ren một cái vùng ở chỗ này thôi, được chưa? Mình mở lại cái bức hình, các bức hình có cái chi tiết đó thì chúng ta xem kết quả ở đây trước đã, sau đó rồi mình mới đổi. Và bức hình chúng ta đã render xong, bây giờ mình sẽ bấm chúng ta mở lên nhá. Mình sẽ đặt một cục vật liệu for off khác, mình đặt vào đây xem nó như thế nào. Và đầu tiên mình sẽ kéo ra một cục vật liệu có tên là Vray MTL. Vray M nhé. Vray MTL. Gõ trực tiếp chữ Fallop nhé. Viết chữ thừa này nhé. Thức A. À, Fallop. Nó tên là Fallop Map này. Xin chào bạn, cảm ơn kéo ra. Đó, sau đó chúng ta sẽ áp vào đối tượng, vào cái diffuse này. À, chúng ta xong trong cái mask for off này ấy, thì thông số parameter ở đây ấy, nó sẽ có hai thông số màu trắng và màu đen nhé. À, thì khi trước khi chuyển vào, kéo vào thì chúng ta sẽ nhìn đối tượng này. Nó là vệt, có nghĩa nó sẽ chuyển từ vệt trắng sang vệt đen. Mỗi là trắng sang đen thôi, được chưa? Mà áp vào đối tượng. Bây giờ mình sẽ chọn polygon mà áp vào đối tượng màu kia đi nhé. Chuyển vào đến poly. Mình sẽ chọn element mình áp vào hai đối tượng này. Đó, sau đó mình sẽ chuột phải mình áp vào, áp selection. Đó, sau đó mình sẽ render. Rồi sau khi render xong, nếu chúng ta để màu trắng màu đen thì đối tượng ra nó sẽ là trắng màu đen. Thì font off nó là một cái map chuyển từ chính diện sang góc check. Mình toàn gọi là cái map này là map chuyển thôi, nó dễ nhá. Mình khoanh cái vùng nhỏ hơn mình nói tiếp. Mình không thích là màu trắng màu đen nữa thì mình muốn màu, ví dụ mình muốn là màu vàng giống cái màu ban đầu của nó thì sao, đúng không? Chúng ta sẽ vào phím M, chúng ta chỉnh đối tượng này. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái thông số kích vào nút font off này này. Đấy, trong bảng parameter thì nó có màu trắng màu đen. Giờ mình không thích màu trắng màu đen nữa thì mình kích vào đây nó thành một cái màu. Mình muốn màu vàng này. Thì chúng ta sẽ chọn một cái màu mà chúng ta mong muốn, chúng ta đưa vào bài. Đấy, màu vàng. Màu vàng chuyển sang trắng thì sao cũng được nha, bạn thích màu vàng chuyển sang trắng cũng được thì đối tượng ta sẽ chuyển từ màu vàng sang màu trắng nha, mình sẽ chuyển sang màu vàng sang trắng như thế nào. Hai đối tượng ta sẽ chuyển từ vàng sang trắng, được chưa? Nếu mà vàng trắng như này thì nó tương phản nhiều quá, do đó mình không thích màu vàng trắng này, mình sẽ tốt lại, mình sẽ muốn là một cái màu vàng chuyển từ một cái màu vàng đậm sang một cái màu vàng nhạt hơn, được chưa? Các bạn hiểu không, thì nó nhìn nó sẽ sinh động hơn. Và chúng ta lại bấm phím M, mình mở lên nhé. Thay vì vàng trắng thì mình copy xuống đây, mình paste. Được chưa? Hai màu vàng nếu để như này để mình đổi cái mắt này nó sáng hơn được ạ. Được chưa? Vậy là hai cái màu này nó chuyển với nhau thì nó sẽ êm hơn và nó sẽ đẹp hơn, thay vì là một màu trắng và màu vàng nhìn hơi ra như này là nó có sự êm màu, thay vì nó là một màu vàng thì đây nó là một cái màu vàng chuyển. Đó, bây giờ mình sẽ render. Mình làm chuyển nhiều quá thì nó giống bóng bóng giống nhung, còn mình làm nhẹ nhẹ thì nó sẽ giống nhìn vải thật hơn. Được chưa? Đó. Đấy, thì bạn nhìn thấy chất liệu đây giờ nó êm, chỗ này nó trắng trắng này, chỗ này nó vàng vàng, đúng không? Thì cảm giác nó êm, nó đẹp. Chứ đây là chúng ta mới đưa màu vào thôi. Màu vàng chẳng hạn, đúng không? Chúng ta sẽ đổi một cái mắt vải màu vàng thôi. Đây, hai cái mắt vải màu vàng mình vừa chỉnh ra.
nên là màu đậm hơn. Bạn có thể đảo vị trí cho nhau nhé, cái kiểu nào cũng được. Được chưa? Bên trên là màu đậm, còn bên dưới mình thay đổi là màu nhạt. Được chưa? Vậy là hai cái map này chúng ta có quyền thay đổi với nhau. Nếu bạn không thích thì bạn đảo ngược lại, bên dưới là màu đậm, bên trên là màu nhạt vẫn được. Được chưa? Không có vấn đề gì. Cái này là do mình mong muốn nhé, do nhu cầu. Được chưa? Vậy là chúng ta thích đổi cái map nào thì đổi. Thì kích vào phần off này thì nó sẽ đổi map thôi. Bên dưới là copy, bên trên là không copy. Còn nếu mình đảo ngược lại thì nó lại là đảo lại thôi. Được chưa? Thì khi mình đặt map vào đây thì cái phần ở bên này nó không còn tác dụng nữa. Ví dụ mình để nó thành màu đen đi chăng nữa thì nó cũng không có tác dụng. Đây là màu trắng. À, nó cũng không có tác dụng, nó chỉ lấy cái map này thôi, nó làm điều khiển thôi. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ render xem nó như nào. Mà thấy không ạ? Khi mình đổi map đi thì nhìn cái bài nó sẽ sinh động hơn nhé. Còn cái chuyện mà map to map nhỏ thì hôm trước chúng ta đã nói rồi, là chỉnh ở trong phần tooling hoặc là phải UV map như nào đó thì hôm trước mình đã học rồi đúng không ạ?